À, chúng ta lên cái room này tu quý vị sẽ kết được nhiều người bạn đồng tu. Mà mỗi ngày chúng ta lên tu room chung. Quý vị nhớ mình quen những người bạn mà biết niệm Phật. Quý vị nhớ là đa phần những người niệm Phật là những người có phước báo. Cái phước báo lớn nhất của người niệm Phật là thường an lạc và thường bình an. Nhớ nghe. Nếu như mình quen được nhiều người bạn bình an thì chắc chắn cái bình an nó cũng lan tỏa ngay mình. Nên cái người niệm Phật là người rất có phước, rất bình an. Mà mình quen rất nhiều người bạn có phước thì tức khắc phước báo mình cũng phát triển theo. Tại vì cái phước báo nó nương vào cái nhân phước để phát triển mình luôn quý vị. Nhớ kỹ nghe. Và những đức công nhận là cái phương pháp lễ Phật này hay. Cái phương pháp lễ Phật này nó tích tụ nguồn năng lượng cực kỳ cao. Vì tin rằng là từ sáng hôm qua nghe mà cho tới giờ này luôn, những đức ngủ chắc được một tiếng đồng hồ. Một tiếng. Mấy vị biết rằng là khi con người nó rất mỏi mệt luôn mấy vị, mà lên lễ Phật, tại vì không lên tu không được. Khi lên lễ Phật rồi, lễ một thời rồi là con người thật sự có vật hiệu này vô cùng sảng khoái quý vị. À, nếu như quý vị cảm nhận được điều này tuyệt vời lắm. Và tích tụ nguồn năng lượng cực kỳ cao luôn, làm cho đầu óc quý vị rất tỉnh táo. Nếu như mà một con người mà thường niệm Phật lễ Phật, chắc chắn quý vị sẽ có một nguồn năng lượng cực kỳ cao đối với chúng ta và đầu óc rất minh mẫn, rất sáng suốt. Hay. Nên cái phương pháp lễ Phật này là phương pháp y học nữa. Nếu như những người già nhất mình khó chịu, phương pháp lễ Phật này cũng trị được cái bệnh đó luôn nữa. Trị được cái bệnh mà nhức mình nhức mỏi rồi khó chịu. Nếu như chịu niệm Phật là dễ tính. Chịu niệm Phật là dễ tính. Nó giống như coi cô kia cô gặp như đứa cô nói một câu rằng thầy biết rằng lúc trước chồng con nói một câu con cự lên câu, chồng con nói một câu con cự lên câu nè, nghe câu này những người mà bị bệnh này nghe nè, con trả đũa lại thẳng luôn không bao giờ nhịn, nhưng hay vô cùng từ khi mà nghe thầy nói chuyện rồi niệm Phật lễ Phật. Bây giờ chồng con la con nhịn được. Hay chưa? Đó. Mà bây giờ con nhịn được ổng rồi, bây giờ ổng lại sợ con. Ngộ ghê quý vị thấy chưa? Mình nhịn người ta rồi người ta lại sợ mình. Nó rõ ràng quý vị ơi, không phải mình chửi người ta mà ta sợ mình đâu, mà là mình nhịn người ta mới sợ mình. Tại vì mình nhịn người ta giết người ta không còn lời gì để nói mình nữa chứ. Giống như Phật nói rằng là khi người khác cho mình một món đồ mà mình không nhận thì họ nhận. Mình có quyền nhận món đồ, mình có quyền không nhận món đồ. Từ nơi đó mà một con người mà nói mình, chửi mình, gầy mình mà mình nhận thức cái những cái điều đó, nếu mình sai mình sửa. Còn nếu mà oan ức mình niệm Phật thôi, từ từ tự nhiên chuyển hóa họ luôn. Hay vậy đó. Mấy vị thấy là như như đêm hôm mình tu 12 giờ khuya, nếu mà nói chuyện luôn là 1 giờ rưỡi đúng không? Đâu phải vô nằm ngủ liền đâu đúng không? Cô Trần Lâm, đâu phải dễ đâu. Đánh vô mà cũng dỗ dắt, cũng bèo nhèo chứ không phải chuyện giỡn đâu, phải không? Như vậy mà cả ngày nay đó không? Tu đồ, vô tờ khóa tu đồ kích liệt lắm. Không mà cái cách hay mới thấy mới, quý vị mà leo lên cái bông sen ngồi tu được thấy cũng hay thiệt nha. Nhìn thấy tự nhiên trong lòng nó phái cái chuyện giảng sanh đúng vô cùng luôn quý vị. Mấy bà này cũng hay thiệt nha, nguyên thủy này cũng hay thiệt chứ. Và làm hiệu ứng sao hay vậy, leo lên sen mà ngồi mà niệm Phật và tu với cái bà gì đó, cái gì đó mà Nguyễn Hoàng le le len gì đó. Thấy không?
Nên từ đó bà cũng leo vào xe Bát Tụ. Hồi tối Bát Tụ leo vào xe một vòng nguyên bộ đồ trắng, nhìn giống Bồ Tát Quán Thế Âm ngồi đứng vào xe ghê luôn. Không? Bây giờ chúng ta đưa lên cái kế hoạch này. Bây giờ tu đây là tu với công chúng chứ không phải chuyện đơn giản. Mấy ngàn á. Nên mấy bà lên tu mấy bà cũng phải là tóc tai đồ mấy bà kẹp đồ lên cho nó đàng hoàng gọn ghẽ. Để mấy bà tu mà thấy cũng sáng sủa. Chứ không phải bèo nhèo đâu nghe. Tu này không phải là cái chuyện mà trước bàn thờ Phật có mình đâu. Mà tu này là để diễn cho bao nhiêu con người nhìn cái vị tu mà sáng sủa, an lạc, vui vẻ nữa chứ. Không phải mà bèo nhèo mà tu mà te tua đâu, không phải đâu. Thấy không? Nên đó. Thấy chưa? Nó tu sao mà càng tu mà càng muốn giảng sanh, mà đã càng muốn giảng sanh thì nhẫn nhịn hết, không có thấy thiệt thòi. Cái này nhìn lúc này nhìn Đức nhắc cái này suốt luôn đó quý vị, nhắc suốt luôn không nói lỗi người nè, chấp nhận thiệt thòi vì muốn giảng sanh nè. Điều này là cái điều mà nếu mà mình làm được, bởi vì sẽ thấy con đường tu mình có kết quả, mà người thân bên cạnh ai cũng thương, ai cũng thương hết. Những Đức có một người chị dâu, biết không? Người chị này bất cứ chị gần ai chị sống cũng được hết, gần ai người ta cũng thương hết. Chị đúng có một cái tính tình như vậy, nghe nè, chị đúng một cái tính là quý vị biết, chị chịu thiệt thòi hết. Giống như cái tính chị là không cần phải cãi lại với mình, không cần phải hơn thua với ai, dù la gầy chị, dù la oan ức chị, cái tâm chị cũng không cần thiết phải đối chọi với mình luôn. Nên bất cứ một người nào chỉ gần người ta là người ta thương chị, chỉ gần người ta là người ta thương chị, chị không tu gì nhiều cả. Nhưng mà được một cái tính tình cực kỳ đặc biệt như vậy. Nên hồi xưa mà khi mà chị phụ bếp Những Đức là em chồng, mà Những Đức gầy vậy chị rất là sợ Những Đức luôn, biết. Mà làm cho bản thân mình phải cực kỳ thương chị luôn. Vì sao? Vì chị hiền quá. Mà mình rất thương chị. Mình nói rằng là ông anh mình mất sớm, xa sau này mà chị lớn tuổi mình nói cuộc đời mình nuôi chị luôn. Tại vì sao? Mình thương chị cũng như là mình thương người mẹ vậy. Tại vì chị quá hiền, mà chị rất giỏi, mà chị rất hiền, mà chị rất biết chuyện. Chứ không phải là cái người hiền mà không biết gì, không phải. Chị rất biết chuyện, chị biết bên 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 chồng bên mình, chị biết rất là biết chuyện, mà chị rất là hiền, mà chị chịu thua thiệt mọi người hết. Tính đặc biệt vô cùng, gần ai chơi với ai người ta cũng thích hết đó. Nếu mình tu mà mình phát được một cái tính đó thì thôi quý vị biết, độ người thân hết, độ người thân hết. Nên cái mà không nói lỗi người, chấp nhận thua thiệt, à, đây là một phương pháp độ sanh tuyệt vời nhất mà người ta phải cảm thấy là khâm phục khẩu phục quý vị luôn. Chứ không phải là người ta nói mình ngu đâu, phải nói là sợ mình luôn á. Tại vì người ta không thể nào làm được cái điều mà kinh khủng đó đâu. À, nên mình niệm Phật làm sao mà mình phát được cái tâm đó quý vị. Bây giờ chúng ta bắt tay vào cái việc mà bây giờ làm vợ người ta, bây giờ không có cần thiết phải phải nói rằng là bây giờ mình thiệt thòi với chồng mình gì đó chứ. Bây giờ nếu thật sự muốn giảng sanh thì cực lạc, đừng có nói mình thiệt thòi với bên chồng hay chồng gì đó chứ. Họ muốn đối xử với mình như thế nào cũng được thì vì sao? Mình đem cái mạng này mình ký gỡ cuộc đời này để về cực lạc luôn. Tại vì có tranh đấu hơn thua gì thì cuối cùng cuộc đời chỉ mấy mươi năm ngắn ngủi rồi chết đi. Hãy làm một người vợ tuyệt vời. Dù khổ đau cỡ nào cũng cảm thấy không khổ, vì sao? Vì tương lai Phật hay là đem đài sen xuống rước mình về cực lạc. Nó giống bây giờ bà Nguyên Thủy bà ngồi trên hoa sen là bà muốn giảng sanh đó. Đã là bà muốn giảng sanh rồi thì bây giờ bà chịu thua thiệt hết, bà không thấy thiệt thòi gì chứ á. Nó vậy đó nghe, mà không có việc gì làm mà niệm Phật hoài đố mà đói. Bà mà đói thì nuôi bà luôn, nó thiệt luôn. Đố mà cái người niệm Phật mà đói đó, xin thưa với quý vị, thử đi quý vị, thí nghiệm thử đi. Ngày nào quý vị cũng tu năm thời năm thời đi, không bao giờ quý vị đói. Tại vì sao quý vị biết không? Cái người bạn niệm Phật quý vị đa phần là những người cực kỳ có phước. Trong cái số lượng những người niệm Phật này đa phần là người không khổ đâu quý vị à. Họ không có đến nỗi là khổ đâu. Họ nuôi một mình không có ăn thua gì chứ á. Mà không người này hộ trì người khác hộ trì quý vị liền.
Không có nhà này cho quý vị ở, nhà khác sẽ mời quý vị đến ở. Lạ như vậy. Nên Hòa Thượng Tịnh Không nghe nói rằng cái người niệm Phật là người đại phước báo. Vì gặp một người niệm Phật, quý vị nên cúng dường cho họ và hộ trì cho người này. Những đức nói cho quý vị nghe nè, ở trong chùa không được thì ở ngoài niệm Phật, ở trong chùa niệm Phật không được thì ra ngoài niệm Phật, ra ngoài mà chăng thật niệm Phật, bao nhiêu con người muốn rước quý vị về nhà. Quý vị tin 100% quý vị mà chịu niệm Phật đi, người ta thích rước quý vị về nhà, ai cũng muốn rước quý vị về nhà chứ nghe. Nó, quý vị giống như một là cô dâu dễ thương vậy đó, ai cũng muốn đem kiệu đến rước quý vị gì hết trơn á. Cái này là rõ ràng luôn, nếu quý vị chịu tu à, chịu tu. Nếu quý vị không chịu tu, người ta có rước gì người ta cũng muốn đuổi quý vị đi nữa. Tại vì người ta rước gì rồi người không thấy bị tu hành gì hết, tối ngày cứ lông nhông khơ, không chịu tu thì người ta muốn đuổi mình đi luôn. Còn nếu như quý vị về nhà, người ta mới bị chịu tu nghe, người ta mừng vô cùng và người ta thật sự người ta rất quý quý vị luôn. Còn người khác cũng muốn rước quý vị về nhà, ai cũng muốn đem kiệu đến rước quý vị về. Tại vì sao? Vì quý vị chịu tu ở nhà người ta. Nhà người ta mà có một người tu thì cái nhà người ta nó bừng sáng lên luôn vậy đó. Nó làm trong gia đình người ta giống phước báo lên vậy đó, không phải giỡn đâu. Nên ai mà thất nghiệp cứ niệm Phật đi. Đây chưa chắc là khổ đâu quý vị. Chưa chắc là khổ đâu. Tại vì sao? Cũng có cơm ăn áo bạn à. Đừng có lo. Nên mình là người biết tu nghe quý vị. Tuyệt vời lắm. Giống như bây giờ bên ngoài trời đang mưa gió này kia, mình tu tập xong ngồi nói chuyện Phật Pháp à, không đến nỗi khổ đâu. Nên những đức thấy mà những gương mặt thân quen tu mỗi ngày, những đức nè, những đức thấy rõ ràng. Quý vị nhìn trong màn hình thôi nghe, mà mỗi một người nó có một cái vẻ sáng sủa khác nhau. Ai cũng có duyên phước lạ kỳ đó. Ông cụ và cụ này biết niệm Phật thì con cháu đứa nào cũng thương. Không cần nói nó một tiếng nào chứ, nó gặp nó cứ cho tiền bỏ túi hoài. Còn không niệm Phật rồi cứ nhằn, nó gặp đầu này nó tránh đầu khác, nó gặp đầu khác nó tránh đầu kia, nó gặp mình là nó trốn. Còn mình mà lo niệm Phật mà mình dễ tính là nó gặp mình nó sáp lại gần. Thật sự mà ai cũng thích, thật sự mát mẻ quý vị ơi. Không ai mà thích mà gặp mình mà nóng bức đâu. Nên người ta thương mình là ngay cái chỗ người ta gặp mình là người ta thấy vui à, ta gặp mình là có nụ cười à. Nên bây giờ những đức nói thật sự, bây giờ rất nhiều người người ta muốn gặp những đức đó quý vị. À, chứ không phải chuyện giỡn đâu. Người ta thích gặp những đức mà người ta gặp là người ta vui á. Tại vì sao? Vì mình có cái năng lượng làm cho người ta vui. Chứ mình đâu có đòi hỏi bất cứ cái gì với người ta đâu. Nó sống chảy lòng, sống thoải mái, sống an lạc, biết đủ thường vui. Nó đặc biệt chưa? Nó, bà Hoàng mới ngồi trên bông sen ngon lành, cố gắng. Không? Vì hoàng mây len nữa. Nên từ nơi đó mà siêng năng niệm Phật như bà Nguyễn Phương vui vẻ đấy chưa. Nó cứ mà niệm Phật vậy đó, cứ mỗi ngày niệm Phật lễ Phật vậy đó, mà sống những ngày tháng tuyệt vời. Những cái bệnh nho nhỏ, những cái buồn nho nhỏ biến mất, rồi tới tiếp tục những cái túc nghiệp khổ đau từ từ cũng biến mất luôn. Có nghĩa là cái khổ đau trong cõi đời từ từ biến mất luôn, mà sanh tới về thế giới cực lạc luôn. Nó đặc biệt chưa? Cứ niệm Phật lễ Phật đi, những đức nó một nguồn năng lượng, một cái nguồn năng lượng tuyệt vời rất là lớn, tích tụ được cho chúng ta. Con người mà quý vị biết có ngủ nghe gì đâu, không ngộ nghe quý vị. Tu nhiều nghe quý vị, ăn ít ngủ ít, nhưng mà ăn ngon ngủ ngon. Lạ không? Ăn ít mà ngon, ngủ ít mà ngon, mà tỉnh. Kiểu này bởi vì đâu có tốn gạo nhiều đâu quý vị, tại ăn ít sạch à. Thấy chưa? Nó lạ lắm, cái công đức niệm Phật, cái công Phật hiệu này không đơn giản. Nó phải nói là công nhận là không đơn giản. Bởi vì phải nói là phải đủ thiện căn mới tiếp nhận công Phật hiệu này. Mà tiếp nhận rồi là mê luôn. Những đức nó thật sự quý vị tu với quý vị ghiền luôn á. Cái tài khóa mà những đức đưa ra cái cho cái room này, tôi bị tu bảo đảm 100% bị ghiền. Còn ai không ghiền là nghỉ tu. Thì sao bây giờ?
Thấy không? Tu giết nhiêu đây mà tu mà không ghiền nữa thôi thì người này khỏi tu luôn đi. Tu nhiêu đây mà nói là tu nhiều nữa thì thôi khỏi tu luôn. Nhiều gì nữa giờ có chút xíu à. Nà, quý vị cứ nghĩ nè nghe. Một tiếng đồng hồ chút xíu qua tiếng, 40 phút chút xíu qua 40 phút. Nên không thờ nào bỏ chứ. Nà, không thờ nào bỏ chứ. Nên những đức nghĩ rằng những người mà được chồng hộ trì cho mà tu nghe. Ông đi làm kiếm tiền về ông lo đó nghe quý vị là đại phước báo. Nà, gặp ông về cái là nói vậy nè bà Trần Lâm. Gặp ông về là nói ngày nay tôi tu được mấy thờ chia cho ông phân nửa nghe. Nà, nên tự nhiên đặc biệt vô cùng. Tết năm nay quý vị ăn Tết tại nhà. Này là tôi nêu lên chương trình thôi nghe. Còn quý vị tỷ vị chứ tôi đâu có ép. Ăn Tết tại nhà năm nay cụ quyền thất tổ ông bà mình năm nay nè. Tại gia đình. Mùng 1, mùng 2, mùng 3. Nà, tu xuyên suốt 12 giờ khuya đêm nào cũng tu. Nà, rồi lễ với Di Đà năm nay tổ chức đạo tràng trên không trung. Phát động chương trình này để lắp lên một cái trang sử mới của cái pháp tu này luôn. Trong thời đại 4.0 luôn. Thử coi sao. Nên thật sự như Đức thấy ở đây là một cái pháp tu và đây là một cái đạo tràng trên không trung là Phật A Di Đà sắp xếp cho chúng ta. Và quý vị càng ngồi suy nghĩ quý vị mới càng thấy cực kỳ phù hợp luôn. Đây là cái việc mà Phật pháp thịnh vượng ngay cái đạo tràng trên không trung này nè. Vì sao quý vị biết không? Vì Phật pháp cấm tại gia đình. Tại vì Phật pháp là vì chúng sanh. Mà bây giờ chúng sanh bận bịu ngay gia đình mà tu được, đây là Phật pháp thịnh vượng. Đó. Như những đứa thấy nhà của cô mà bé Tư là phước báo. Nó thật sự. Cha mẹ rồi con cháu gì tu chàng ơi. Tu hết chứ. Những đứa nói quý vị không phải nhà cao cửa rộng gì, không phải giàu sang phú quý gì, nhưng mà lạ thay cái gia đình mà như vậy là gia đình có phước báo. Ôi ơi, rõ ràng luôn, cha mẹ già mà tu hết chân, rồi bả tu, rồi con trai bả tu, rồi con gái tu, chị gái tu, rồi bé gái tu, bạn bè tu, nó nói không? Cười xuyên suốt luôn mà. Nó mà sáng sủa, mà thấy làm việc, mà thấy 12 giờ khuya thấy bả lễ Phật. Có khi những đức vô, những đức thấy bả lễ Phật mình bả. Nó bả lễ Phật rồi chút bả đi nấu đồ chay. Đặc biệt chưa? Nên những đức nói đây là đại phước báo nè, nè đây là bà em tu kế mẹ, còn đây là bà chị Nguyễn Thị Thu Hà, nó tham gia đình, gia đình biết tu hết chứ, hay chưa? Nó ở đây diệu hỷ gì đó, nó không cả gia đình 4-5 người tu hết chân đấy chưa? Nó giờ Minh Thuận gì đó, nó ngồi tu tại gia đình tu hành gì, nó diệu tịnh mà gia đình tu suốt luôn đó. Thấy không? Cứ vậy mà làm hoài vậy đó. Quý vị thấy cái sự an lạc. Không, bây giờ chúng ta bây giờ mỗi lần mà tu xong mà nói chuyện là cứ tán thán câu Phật hiệu hoài vậy đó. Những đứa nghĩ là chắc không có nhàm đó quý vị, giờ mình chưa về cực lạc mà tán thán gì bây giờ. Cứ tán thán câu Phật hiệu hoài thì mình không có nói chuyện này chuyện kia, năm trên năm dưới của người ta. Còn mình nghĩ rằng bây giờ nói gì nó nói hoài sợ nó nhàm, nó lạc qua cái đề khác là nói chuyện tầm bậy rồi đó. Nói chuyện của thiên hạ đó là tào lao. Thấy không? Thôi bây giờ cái chuyện của mình bây giờ là muốn sanh cực lạc nè bà Liên Thu. Nào bà, hiểu không? Bây giờ muốn sanh cực lạc, bây giờ nhắm ngay mục tiêu niệm Phật sanh cực lạc đi. Đã quyết định sanh cực lạc là mấy bà làm vợ tuyệt vời đi. Chắc chắn là ông chồng nào bây giờ cũng nói, ông này bây giờ ông ra ngoài ông nói chuyện được á. Nào không? Làm vợ cho tuyệt vời đi, tại gia đình lo tu hành đặc biệt đi. Nào, lo tu hành rồi mấy bà làm vợ đặc biệt đi nghe. Nó làm chồng đặc biệt, làm con đặc biệt. Nó đối với cha mẹ hai bên nhiệt tình hết mình, lo lắng cứ nhiệt tình như vậy đi là tuyệt vời đó quý vị. Nó nên là bữa nay chủ nhật cộng tu cũng rất đông. Nó, những đức từ ngoài kia, những đức chạy về ý quên ở đây tại chỗ này tu hành luôn. Chạy lang thang mà nó thật sự mà nói cũng phải canh giờ tới giờ tu, vô tu luôn, không đơn giản quý vị ơi. Nên là nó nên cái gì cũng không có giấu được hết chân á. Nên là không, kệ ở đâu cũng được, miễn là tới giờ lên tu quý vị thôi, đúng quý vị
Không mà bây giờ những đức nói bắt cái đoạn cũ mà cho vị tu mà những đức đi lang thang có không được nha quý vị. Lương tâm không cho phép nghe. Nên bây giờ mà những đức mà bận cái gì, bữa nào mà những đức bận những đức nói với vị là bữa nay bắt cái bài cũ. Thí dụ như vậy mà bây giờ là phải tranh thủ, không có bỏ buổi nào chứ nghe. Buổi nào mà bỏ chứ nghe, vì ghiền rồi. Ghiền niệm Phật rồi. Đó hồi đó là ghiền làm việc, bây giờ ghiền niệm Phật. Thấy không? Thấy không? Bây giờ là phải bắt tay vô việc mà niệm Phật nè. Tương lai mình gặp nhau thế giới cực lạc nghe mấy bà. Thấy không? Tương lai gặp nhau thế giới cực lạc. Thấy không? Nhất định là phải gặp nhau thế giới cực lạc nghe. Ai muốn gặp nhau thế giới cực lạc đưa tay lên coi. Ừ. Đưa hai tay hai chân luôn. Thấy không? Đừng quyết tâm về cái thế giới cực lạc nghe quý vị. Thấy không? Nhịn hết, nhẫn hết. Không nói tới ai chứ. Ai nói với mình niệm ai với Đà Phật. Không muốn nói ai gì, không muốn thân thua với ai chứ. Thấy không? Rồi chúng ta hẹn gặp với cực lạc vị ơi. Ai với Đà Phật. Ai với Đà Phật. Chúc vị an lạc nha. Ai với Đà Phật. Ai với Đà Phật. À, đạo tràng Đức Thọ rồi ha. Phước Tịnh rồi ha. Chúc vị an lạc, chúng ta hẹn gặp cực lạc vị ơi. Ai về đạo Phật.